Tại lúc đó ấn tượng cũng không có được tốt lắm. Tại vì khi mà má biết á, là má tưởng đâu á là em quen tay ba. Có nghĩa là vừa yêu cái người anh họ đó mà lại vừa yêu con của má nữa. Mà thực sự thì không phải, cái người kia chỉ là bạn thôi. Thì sau đó là mình cũng có cái sự ngăn cách với má. Khi mà cưới về rồi á là cũng rất là né tránh, cũng không có trực tiếp gặp. Khi mà má là buổi sáng ba với má đi làm thì tối về là em cũng chui vô phòng luôn, là trốn ở trong phòng luôn. Với lại cũng ngại kêu tiếng ba tiếng má. Lúc mà mới về á mình cũng rất là ngại, cái né luôn. Tới sau này khoảng 3 tháng sau là ra riêng luôn Em xem trên TV á, em thấy mẹ chồng nàng dâu người ta rất là vui vẻ. Em nghĩ không biết khi nào em mới có thể được như vậy. Em không nghĩ là em với má có ngày hôm nay luôn á. Khi mà em xem chương trình trước đây á, tiêu cực vậy luôn đó hả? Dạ đúng rồi. Và đến ngày hôm nay là em đã được đến chương trình để mà giải tỏa hết mọi thứ, cái tình cảm của em cho má biết. Tức là khi mình xem chương trình thấy có nhiều mẹ chồng nàng dâu hạnh phúc vui. Dạ đúng rồi, thương yêu nhau thương như con gái ruột em thấy. Vậy là buồn đúng không? Dạ em nghĩ là chắc không có chuyện đó với mình đâu. Dạ hôm nay thì đã khác hoàn toàn. Dạ. Cô tên là Nguyễn Thị Kim Chi, sinh năm 1963, năm nay cô 59 tuổi. Dạ. Nghề nghiệp của cô là bán cơm ở nhà. Dạ, xin mời chị ạ. Em xin chào anh Quyền Linh với lại Lê Lộc và khán giả. Thì em tên Trần Bạch Huệ, năm nay là em 33 tuổi. Hiện tại là em là một tư vấn tài chính và cái nghề tay trái đó là dạy vẽ. À, ở dữ luôn. Mình làm dâu được bao nhiêu năm rồi? Dạ, đến bây giờ là khoảng gần 7 năm rồi ạ. Gần 7 năm. Vậy mình có mấy bé rồi chị? Hiện tại là có hai bé, một bé gái với lại một bé trai. Rồi, 10 điểm luôn. Không biết là công việc của chị nhiều như vậy thì chị có dành thời gian nhiều để phụ mẹ bán cơm hay là... Thực ra mẹ nói bán cơm là bán cơm cho gia đình thôi, có nghĩa là nội trợ thôi á. Ủa? Bán cơm trong nhà. À là nội trợ hả? Nội trợ á. Trời ơi, nãy giờ có cái người kinh doanh vậy. Bây giờ nói bán cơm cho nó... Chớ sang cho nó sang chứ dạ. Coi như chủ doanh nghiệp bán cơm trong gia đình. Dạ. Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp cô con dâu thì mẹ chồng ấn tượng gì với nàng dâu? Lần đầu tiên á, cô gặp á là nó ốm lắm. Dạ. Lên ăn bún riêu. Nhà thì nó ngay hai mẹ con bán bún riêu. Dạ. Xong rồi bé Huệ này lên ăn. Dạ. Ăn riết rồi cái cũng lên ăn hoài rồi mới quen. Quen rồi mới nói má cưới bé Huệ cho con. Trời ơi, con nghĩ sao vậy? Thành phố không có gái sao con lấy gì Huệ tới dưới Kiên Giang dữ vậy? Để cho má đi về dưới chắc má chết quá. Trời ơi. À, tới ở Kiên Giang rồi đó. Dạ. 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 Sao ở dưới Kiên Giang không có bún riêu hả chị hả? Thực ra là lên đây chơi là cũng vô tình đó, là quen cái người anh họ của ông chồng. Thì mới dắt qua nói là ở bên Thanh Đa là có cái quán bún riêu của thằng anh họ ngon lắm, là qua ăn thôi. Đó chứ rồi bắt đầu mới quen từ từ. Thì cái ấn tượng mà gặp má thì cũng như một cái người chủ một cái chỗ bán vậy thôi, chứ cũng không có ấn tượng gì nhiều hết. Không có thiếu gì không? Dạ không. Không có thiếu hả? Có thiếu là còn căng nữa nha. Coi như là ăn bình thường thôi. Dạ. Ăn mấy lần thì bắt đầu quen con trai của bà chủ bán quán bún riêu. Chắc dạ khoảng một tuần. Ăn dạ vậy ta? Là ngày nào cũng ăn liên tục tuần luôn hả chị? Thì cũng ăn 2-3 ngày liên tục. Cái thói quen là cũng vậy á, ăn ngán rồi thôi. May mà ăn tuần chứ qua ăn của má mới hai bữa thôi ngán luôn, chắc không quen được con của mẹ. Thì là mình nói con trai vậy được, con trai nó nói sao con? Nó nói giờ con thương Huệ rồi, má cưới Huệ cho con đi. Đó thì thôi giờ con nó thương thì cũng phải cưới vợ cho nó, chứ giờ không cưới cái nó bỏ bún riêu nó đi nữa rồi. Phải cưới vợ cho nó. Cưới vợ xong cái nó nghỉ bán bún riêu luôn. Trời đất ơi. Lúc đầu sợ không lấy vợ cho nó, sợ nghỉ bán bún riêu. Dạ lấy vợ xong cái nó không bán bún riêu luôn. Không cho bán, không bán bún riêu không luôn. Không bán bún riêu luôn. Về không có quán bún riêu thì về làm dâu làm sao nè? Lúc mà em về được khoảng 3 tháng thật sự á, nói kể ngay từ lúc đầu ha. Là lúc có ấn tượng cũng không có được tốt lắm. Tại vì khi mà má biết á, là má tưởng đâu á là em quen tay ba. Có nghĩa là vừa yêu cái người anh họ đó mà lại vừa yêu con của má nữa. Mà thực sự thì không phải, cái người kia chỉ là bạn thôi. Thì sau đó là mình cũng có cái sự ngăn cách với má. Khi mà cưới về rồi á là cũng rất là né tránh, cũng không có trực tiếp gặp. Khi mà má là buổi sáng ba với má đi làm thì tối về là em cũng chui vô phòng luôn, là trốn ở trong phòng luôn.
Với lại cũng ngại kêu tiếng ba tiếng má. Lúc mà mới về á mình cũng rất là ngại cái né luôn. Tới sau này khoảng 3 tháng sau là ra riêng luôn. Thì em nghĩ là lúc đó là sẽ có những cái khoảng cách giữa hai má con á. Lúc đó sao mẹ chồng, sao mẹ chồng? Nó về nó không gặp, không nói chuyện mình rồi. Nó ngay tôi thì cô thương con thì mình phải thương con dâu thôi. Mà có cái nó mà cảm với mình vậy thôi chứ mình cũng đâu có gì với nó đâu. Nó trong nhà mà nó không có nói chuyện với mình luôn. Không nói chuyện luôn. Mình có nghĩ mình vô phòng mình kêu nó ra nói chuyện không? Không. Rồi ăn cơm nước mình sao cô? Ăn cơm thì ra ăn cơm. Ví dụ như tới bữa cơm thì ra ăn cơm hết cả nhà. Phải tự động nó ra, mình kêu. Tự động nó ra. Rồi nấu cơm ai nấu? Cô nấu. Cũng có khi có ra nấu. Có khi bữa nào thì cô không nấu thì nó ra nấu. Còn bữa nào cô thích cô làm thì cô làm. Nấu rồi hai mẹ con có nói chuyện nhau? Thì cũng nói chuyện bình thường. Nói trong cổng vậy hả? Đâu có. Thật ra là né thôi, cái lúc trước thì chắc là má cũng không có để ý nhiều. Chắc là do bản thân em á là cũng hay để ý á. Rồi cái mình mặc cảm mình lại tự suy diễn. Có thể như vậy thì em không có chắc. Cái lúc mà ăn cơm á là em có thể mang trước. Khoảng 6 giờ lại mang xong là em chui vô phòng. Thì khi ba má về ăn cơm xong rồi là cũng rất là trễ. Ba má ăn cơm rồi coi tivi tới khoảng 10 giờ tối là mới vào phòng, là cũng rất là ít khi gặp. Và có những cái lúc mà cũng rất là buồn, mình cũng ngại mình ở trong phòng ấy, chứ không phải là mình né tránh việc nhà gì hết. Có những cái lúc mà em nghe má nói loáng thoáng là nó ở nhà suốt mà nó lại không có quét lau được cái nhà. Mà thực sự là lúc đó là em cũng có lau. Nhưng mà có lẽ là lúc má về thì nó dơ hay cái dấu chân gì đó. Xong rồi cái mình cũng tự ái từ từ. Xong rồi cái khoảng 3 tháng sau là em với ông chồng đi ra đi. Nhưng mà lúc đó em không có nói với chồng em tại sao má là như vậy, hay là anh ơi em phải như vậy không? Cũng không có nói nhiều. Không có nói luôn. Đúng là cũng không có chia sẻ nhiều. Chồng em có nói gì không? Chồng em cũng không nói gì hết. Tức là em tự tạo khoảng cách riêng của mình với má chồng. Dạ, có thể là lúc đó là em buồn xong rồi em tự suy nghĩ như vậy. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại á, thì khi mà bây giờ rồi á, tình cảm hai má con đã nới lỏng ra hơn, em chia sẻ nhiều hơn á, thì em mới hiểu được. Chứ còn nếu mà đặt trường hợp lúc đó là em cứ muốn né tránh thôi à. Suốt 3 tháng trời như vậy luôn. Dạ đúng rồi. Tại vì hồi nãy chị có nói là do lúc đầu, ngay từ lúc đầu đã giống như là hai mẹ con đã kém muốn hiểu, và không được thấu hiểu nhau rồi. Bởi vì là do là mẹ chồng có nghĩ là chị là tay ba gì đó, đúng không? Nên là giống như bị tổn thương á. Nhưng mà mẹ đâu có nói gì đâu. Đúng rồi. Mẹ có nói có nói trực tiếp với em. Thực sự lúc đó là không có nói chuyện nhiều. Nhưng mà ông chồng nói lại là má nói như vậy. Má đang nghĩ là em mà đang quen cả hai người. Vậy thì hai mẹ con mình có nói với nhau về cái vấn đề đó không? Không, đến bây giờ thì đi chương trình mới nói ra. Rồi cha chồng có biết cái điều đó không? Ba chồng chắc cũng không có để ý đâu. Ba cũng không có để ý là giữa em với lại má là có khoảng cách đâu. Rồi sau đó lý do là cũng vì sự xa cách đó mà em mướn nhà ở riêng. Dạ đúng rồi. Thì cũng chưa có gọi là hiểu nhau đâu. Chắc là khoảng em sinh đứa sau á, thì lúc đó từ từ nó mới thay đổi mối quan hệ. Và đến bây giờ là em với má là đã rất là bình thường, đã vui vẻ. Hàng tuần là vợ chồng em tuy là không có ở chung, nhưng mà cuối tuần là cũng về nhà để mà ăn cơm chung với ba má. Trong cái 3 tháng đó đó, em có bao giờ mà mua món quà nào tặng má chồng không? Dạ không, thực sự là em cũng không gặp mặt, không nói chuyện. Thì em cũng không có nghĩ tới món quà. Nếu bây giờ kể lại thì chị có cảm thấy hơi tiếc về cái khoảng thời gian đó không? Gần gũi mẹ nhiều hơn không? Hay là mình tiếc thì mình nghĩ là tiếc nó cũng không thay đổi được. Thì hiện tại bây giờ là đã thay đổi rồi. Đã bù đắp lại những cái khoảng cách hồi xưa. Dạ. Nó sáng có thể là rủ alo má đi cà phê với con. Là hai má con đi cà phê ngồi vui vẻ. Thật ra như vậy thì các nàng dâu mà mới về nhà chồng nó cũng rút kinh nghiệm. Ngay từ lúc đầu về chúng ta nên tạo cái mối quan hệ gần gũi hơn. Và có chuyện gì chia sẻ với thẳng. Đúng ra lúc đó nếu mà em mời má đi uống cà phê, em hỏi luôn: má ơi, má con nghe má là sao má nghĩ con vậy, rồi con thật ra không có vậy. Thì đúng ra mẹ chồng nàng dâu sẽ gần gũi hơn. Như đó em cũng ngại mà má chồng thì cũng không nói luôn, đúng không? Cũng không nói. Nhưng mà cái vụ kia mà má chồng đi nói chơi với con trai thôi, chứ đâu cũng đâu phải nói thiệt, đúng không? Mà giờ bé Huệ nói tôi nói chứ giờ tôi cũng không nhớ tôi có nói không. Thấy không? Vậy là do cậu con trai nữa. Rồi cái khoảng thời gian mà chị có em bé đó,
Rồi có gần gũi, có chăm sóc nhau nhiều không chị? Lúc mà mình có sinh em bé đầu á thì cũng không có ở chung với má, lúc đó là thuê nhà ở bên Hóc Môn. Dạ. Thì hai vợ chồng buôn bán bên đó thì lâu lâu là má có qua thôi. Nhưng mà cái giai đoạn đó là cũng cái mâu thuẫn nó càng nhiều hơn, Cái lúc mà có bầu á là má cũng không hỏi em là bao nhiêu tháng hoặc là con trai hay con gái. Xong rồi khi mà đến khi gần sinh á thì má cũng có qua một hai lần. Rồi đến khi em sinh em bé xong thì đôi lần má có nấu những cái món súp, cái món hầm qua cho em ăn. Nhưng mà thực sự á, con không biết là lúc đó cái quãng đường xa hay là má đã nấu nó bị trễ ngày á, thì qua nó bị ôi thiêu, thì em không có ăn được. Cái lúc đó em lại chạnh lòng thêm, em nghĩ là bây giờ má không có thương con dâu thì má cũng phải thương con cháu của mình. Nếu mà em ăn cái đó vào á thì cháu là uống sữa là sẽ như thế nào. Lúc đó em khóc và em rất là buồn, và cũng khoảng 1 đến 2 lần như vậy á, thì lúc đó em lại càng buồn thêm, giận thêm. Thì sau này đến đứa sau á thì nó thay đổi hoàn toàn luôn. Thì em cũng muốn biết là sau này có cái mối quan hệ với má là thay đổi thì do má suy nghĩ như thế nào, hoặc là tự bản thân em có đứa sau rồi em mới thương con hơn thì em mới hiểu được cái tấm lòng của người mẹ. Má nấu sao mà đem qua nó ôi rồi. Trời ơi, tôi cũng không biết làm sao nữa. Tôi nấu bên đây tôi hầm, tôi biết bé Huệ nó ăn giò heo, rồi tôi biết nó thích ăn tôm. Thì giờ mẹ có công mẹ nấu đây qua đó, mà nhiều khi nắng mẹ đi trưa nắng cứ tôi bán xong đây rồi tôi lại đi qua bên Hóc Môn, là lúc bây giờ hai chồng nó bên đó đó thì nấu qua cho con ăn. Rồi nó nói là thôi má nấu bị hư rồi má đừng đem qua nữa, thì mình thấy mình cũng buồn đó. Thì sau này nó ngay nó đẻ thằng sau này á, thì lúc lên bệnh viện sanh á thì ở bệnh viện sanh là về là đem về nhà đây luôn, là một tay á là mẹ chăm sóc cho con với cho cháu. Đúng 1 tháng 1 tuần á thì nó đặt xe nó đi về với quê, nói trời ơi con ở đây từ từ đi chứ gì đâu mà mới đầy tháng cái mày lo mày đi rồi. Má cũng muốn lo cho mày 1-2 tháng đi chứ mày làm má như cái gì, mày mới có đầy tháng cái mày lo mày đặt cái xe đi rồi. Thì bắt đầu nó ở lại thêm 1 tuần nữa đó. Chắc có lẽ do cái khoảng cách đó, giữa mẹ chồng nàng dâu không hiểu nhau gì hết. Yeah. Cũng không có nói chuyện với nhau, thành ra cái ngại nó vẫn còn, đúng không? Em muốn là tự do gần mẹ chồng, không có dám nói điều gì, không có dám đối diện, đúng không? Nên là mình muốn gọi là đi ra ngoài ở hoặc là đi về quê cho nó nhanh thôi, cho nó thoải mái thôi. Rồi em cầm mấy cái món ăn mà má nấu giò heo qua đó, em cầm xong rồi em nghĩ là chắc má đem đồ ôi chua là cho em ăn, đúng không? Đúng rồi, em lúc đó em nghĩ như vậy. Em nghĩ vậy. Rồi em đổ đi hả? Thực ra thì em không ăn thôi. Còn ông chồng em thì ổng tiếc, thì những cái thịt mà nó chưa có bị á thì ổng vẫn để lại ổng ăn. Còn mấy cái nước thì có thể bỏ đi. Em ngồi em khóc, em nghĩ về bà chồng, vợ chồng như thế nào? Lúc đó là em nghĩ là má rất là ghét em, không có thương con dâu, mà kể cả có cháu rồi má cũng không có thương cháu nữa. Thì em nghĩ như vậy. Em có nói với chồng em không? Có, em có nói với chồng em. Rồi chồng em nói sao? Khi mà mình nói như vậy thì em biết á là có an ủi em, có kêu em là đừng có suy nghĩ như vậy, má không có cố ý. Nhưng mà em vẫn cứ phải nghĩ như vậy, em không thể nào thay đổi được. Tại vì cứ 1 lần 2 lần qua nó đều giống như vậy hết. Nhiều lần như vậy luôn. Cũng 1 đến 2 lần. Và những lần sau thì má không có đem qua nữa. Sau đó tại sao cô không đem qua nữa? Thì thằng trai nó dặn đó, nó nói thôi má đừng nấu nữa, má nấu ở bển cái má xách qua tới đây nó hư hết rồi, không ăn được. Thành ra không có nấu đem qua nữa. Tội nghiệp bà già không? Thật ra từ ở mình ở Thanh Đa hả? Đúng rồi. Mà lên tới Hóc Môn, Hóc Môn là xa lắm, mà ai chở cô đem lên? Đi xe mình à. Chạy mình. Chạy mình. Nấu nó nóng, xong rồi đậy nó lại sớm quá. Rồi trưa nắng mà từ Thanh Đa lên Hóc Môn là nó xa lắm đó. Một mình bà già chạy lên đó, chạy rồi cũng không có mở rồi nói chuyện, xong rồi để đó, rồi khi mở ra đúng là nó bị ôi là đúng đó. Thấy không? Nếu mà mình không biết cái công vất vả đó thì mình nghĩ như thế. Hay giờ lên đây nó nói vậy tôi mới biết, chứ không tôi không biết nữa. Không biết luôn không hả? Không biết. Có thằng trai nó nói thôi má đừng có nấu đồ má đem qua nữa. Đó, nó chỉ nói vậy thôi. Đúng ra là cậu con trai phải là người ở giữa giải quyết chuyện này. Nó nói thôi má đừng nấu má đem qua nữa. Vậy thôi. Chứ giờ bé Huệ lên đây nói tôi mới biết, chứ tôi cũng chẳng biết. Thật ra nếu mà lúc đó cô biết cô sốc lắm á. Đúng rồi. Con thì con lại thấy là nếu như mà anh con trai nói thì anh cũng nói giảm nói tránh thôi,
con thật sự là con muốn hai mẹ con mình nói chuyện với nhau nhiều hơn, thì nó sẽ không xảy ra tình trạng như như là khoảng cách quá lớn như vậy. Rồi đến về mãi về sau này hả cô hả? Chắc cũng gần đây thôi, khoảng 3 năm là khi mà có đứa sau á, đứa sau thì thay đổi hẳn luôn. Dạ. Trước đó nha, tuy là có bầu nhưng mà khi mình qua nhà ba má lâu lâu vẫn qua ăn uống, thì mình vẫn ngồi mình rửa chén rất là nặng nhọc. Rồi có những cái lúc mà nhớ cái ngày hôm đó là giỗ. Giỗ thì ngồi dưới đất như thế này rất là đông, có bạn bè của má, có mình, có chồng. Thì lúc đó mình bụng bầu rất là to rồi mà ngồi thì không có gấp được thức ăn. Thì lúc đó má cũng ngồi kế bên, nhưng mà má gấp cho những cái người bạn của má, nhưng mà riêng mình vẫn với mình gấp, nhưng mà không, má vẫn không gấp cho. Đến nỗi mình phải kêu anh chồng gấp giúp mình. Cái món đó là lúc đó là nhớ cái món chả giò là con rất là thích ăn. Thì cái lúc đó là mình lại rất là buồn luôn. Thì nhiều cái chuyện nó chồng chất lên nhau á, thì mình suy nghĩ thôi, chứ có thể là má không có cố tình. Và đến cái đứa sau thì hoàn toàn khác nha. Đứa sau là qua ăn cái gì là qua má nấu, ăn xong rồi đi về, chứ không cần phải rửa chén. Rồi ăn là má tự biết là mình thích ăn cái gì, như là lẩu cá thác lát nè, rồi tôm luộc này là má làm hết luôn. Thì những cái hành động đó mình rất là cảm động, mà mình rất là thương má. Rồi từ từ khi mà có đứa sau nữa nha, thì mình hiểu cái cảm giác của người mẹ hơn. Khi mà đẻ ra một đứa con trai thì sau này nó lấy vợ đi, nó chỉ lo cho vợ thôi, nó không có lo nhiều cho má. Thì lúc đó em cảm thấy thương má hơn, và em đã thay đổi từ từ, em mới nói chuyện với má nhiều hơn. Và đến lúc đó cô cũng mở lòng ra đúng không cô? Nói ra thì cô lúc nào cô cũng thoải mái với con cái lắm. Nói con bây giờ lâu quá má không thấy hai chồng về, thôi bây giờ má quyết định tuần lễ hai đứa về ăn cơm với má. Đó thì giờ bắt đầu tuần nó mới về một lần, có khi tuần về hai lần. Nói ngay giờ thì mẹ con thì không có gì. Nếu mà bé Huệ nó có nghĩ gì, má thì nó nghĩ thôi. Chứ còn thử cái tâm của má là không có nghĩ gì hết. Lúc nào má cũng thương trai má là thương con vậy thôi. Không, thực ra từ nãy giờ nha, anh nghe má nói đó là thấy má rất là vô tư, má không bao giờ nghĩ xấu con dâu hoặc là không có nghĩ điều gì con dâu hết trơn á. Chỉ có điều là con dâu suy nghĩ sâu quá đó. Chứ đúng ra lúc đó mà con dâu gặp má chồng nói luôn á, thì anh nghĩ chắc nó không đến mức phải xa như vậy đâu. Dạ. Mà không đến mức hiểu lầm như vậy đâu. Có bao giờ cô giận con dâu điều gì không? Không. Không có giận điều gì hết? Không giận gì hết. Nhưng con dâu luôn luôn giận mình á. Dạ, lên đây nói mình biết chứ mình. Thôi, lấy thương quá nhờ. Nghe câu chuyện rồi mình mới hiểu được chú ha. Đúng tại rồi. Vì nhiều khi người trong cuộc họ không dám chia sẻ với nhau những cái chuyện tế nhị đó. Nhưng mà mình hôm nay mình được nghe về câu chuyện của cô thì con thấy là mình chỉ cần chia sẻ thôi là mình tự nhiên mình là hiểu nhau nhiều hơn, đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. Thì bây giờ là mẹ con là nói chuyện nhiều hơn, gặp nhau nhiều hơn, cái gì cũng có thể chia sẻ được hết. Dạ. Cho nên mới có ngày hôm nay lên chương trình đó, chứ nếu mà vẫn còn như xưa là không có lên chương trình rồi. Mà cái sự cách biệt này không phải từ mẹ chồng mà lại từ nàng dâu. Dạ, có thể là do em suy nghĩ quá rồi những cái chuyện rất là nhỏ nhặt mà tính em nó không có thể hiện ra, không có nói ra, không có chia sẻ ra. Kể cả với chồng cũng không có chia sẻ nhiều nữa. Cho nên là cái khoảng cách nó xa dần hơn. Lúc đó cô con dâu luôn luôn nghĩ xấu với mẹ chồng luôn. Đúng rồi. À. Bây giờ lên đây á, nó đưa má lên đây má mới biết nói với má. Không? Mà không phải đâu, tại vì nhiều khi cô cũng hiền. Chị không nói thôi, cô không nói luôn. Đúng rồi. Chứ cô, nếu như là mẹ con nha, mẹ con mà thấy người con dâu mỉm im vậy là lôi ra nói chuyện liền, làm mâu thuẫn được giải quyết ngay. Tại vì do là cô cũng im, chị cũng im nên là tất cả mọi thứ đều im lặng. Chứ nếu mà gặp mẹ con một cái người mà phải giải quyết liền, thấy dấu hiệu là phải giải quyết liền. Sai mày, sai. Đúng à? Rồi, sao lại im lặng, sao lại trốn trong phòng như vậy? À. Giải quyết liền, hiểu sao vấn đề. Sai sao mày thấy tao mày thấy sai vậy? Dạ. Đúng không? Dạ đúng rồi. Thật ra là cái này á, nếu như gặp mẹ con thì đỡ. Dạ. Mà nếu như gặp như con có kinh nghiệm rồi nữa, con về làm dâu đó. Dạ. Con sẽ tấn công mẹ chồng luôn. Đúng, con hỏi luôn, nếu mẹ chồng không nói chuyện con cũng hỏi luôn. Đúng rồi. Dạ. Mẹ giận con gì vậy? Dạ. Mẹ tại sao là vậy? Thậm chí đem mẹ ơi sao mà mẹ nấu cái này nó chua quá, ôi quá vậy. Thậm chí mình không còn hỏi được, mình gọi điện. Dạ. Và chính ra tại vì em là em giấu luôn hoàn toàn, một mình em chịu hết. Và em cứ nghĩ thôi kệ, mình không nói, không hỏi gì hết, tự mình chịu được. Càng ngày nó càng nâng cái mức gọi là xa mẹ chồng nhiều hơn nữa. Nhưng mà thật ra là mẹ chồng em rất là dễ thương luôn á.
Bởi vì bữa nay mà được ngồi ở đây á, bữa nay anh dâu đưa tôi lên đây xong rồi nói ra tôi mới biết. À, nhiều khi đây cũng là một cách mà cô dâu muốn nói với cô nè. Đúng rồi. Nên đến bây giờ mới nói nó hơi muộn một chút xíu thôi. Nhưng mà thật ra nó cũng được giải quyết chú ha. Đúng rồi. Dạ. Mà nó hơi lâu quá. Em xem trên TV á, em thấy mẹ chồng nàng dâu người ta rất là vui vẻ. Em nghĩ không biết khi nào em mới có thể được như vậy. Em không nghĩ là em với má có ngày hôm nay luôn á. Khi mà em xem chương trình trước đây á, tiêu cực vậy luôn đó hả? Dạ đúng rồi. Và đến ngày hôm nay là em đã được đến chương trình để mà giải tỏa hết mọi thứ, cái tình cảm của em cho má biết. Tức là khi mình xem chương trình thấy có nhiều mẹ chồng nàng dâu hạnh phúc vui. Dạ đúng rồi, mình thương yêu nhau thương như con gái ruột à. Em thấy vậy là buồn đúng không? Dạ em nghĩ là chắc không có chuyện đó với mình đâu. Dạ ngày hôm nay thì đã khác hoàn toàn. Dạ. Bây giờ chia sẻ xong thấy nó nhẹ lòng không? Dạ thấy nhẹ nhàng hơn. Cô thấy sao cô? Thì bữa nay á là được ngồi đây với chính là con đưa má lên đây thì con á nói cái tấm lòng của con á là má như vậy, nhưng thật sự má không phải là như vậy, lúc nào má cũng thương con hết đó. Ví dụ giờ má thương trai má một, má phải thương con hai, bởi vì con nó đẻ cho má là hai đứa cháu nội quá là dễ thương. Bây giờ nhiều khi nói xong đó rồi cái quên đó không nhớ. Nhưng mà thật sự ra cái tâm mình á lúc nào cũng thương con dâu hết. Nói á chồng con á, con phải gán con giữ con cho má nha, còn phải nói nó vậy nữa đó, chứ để nó hiền hiền quá nó hư đó. Còn nói đó hỏi ngay mặt nó ra tôi cần nói con dâu vậy nữa. Dạ. Cô có mấy con dâu? Có một thôi đó. Vậy không thương sao được? Nhà có hai chị em mà. À chị dạ. Nó là dâu út rồi. À thành ra ít con lắm. Dạ. Bây giờ được có hai vợ chồng nó là hai đứa cháu, mà cũng được ở gần hai đứa cháu nữa, thành ra cũng nhớ cũng thương. Thì cô mong muốn điều gì ngay bây giờ? Giờ thì cô cứ ước làm sao mà hả nó đem hai đứa con lên đây ở gần gũi gì cô phụ cô chăm sóc cũng được, chứ để dưới quê thì tội nghiệp bà ngoại quá. Nó ngay một lần đi về dưới quê chơi á, thấy bà thấy thương bò xui lắm, xui bà trả hai đứa con về trển đi đó, để cho gần hai đứa trên đây với mình. Yeah. Bà thì bà nói trời tôi nuôi quen rồi, cái tôi đi cái tôi cũng buồn, bà ơi có hai đứa nó vui vậy đó. Ở bà đây bà có hai đứa nó bà vui, còn tôi ở đây không có hai đứa nó tôi buồn. Giờ cuộc chiến tranh giành cháu. Thôi giờ chia mỗi bàn cháu được không chị? Thì như ngoại nói vậy đó, ở má trên này thì có con ruột với lại con dâu, thì ở dưới thì bà ngoại để có hai đứa cháu để chia sẻ vui vẻ hơn. Chứ ở dưới ông bà ngoại là cũng gần 70 rồi mà ở một mình có hai đứa con thôi, thì hai đứa ở trên thành phố hết rồi. Thì bây giờ chỉ còn hai đứa cháu là vui vẻ với ông bà thôi. Thực sự á, cái vấn đề má nói như vậy á, em cũng biết rất là lâu rồi. Nhưng mà cũng phải suy nghĩ rất là nhiều mới để hai bé nó ở dưới. Thứ nhất là ông bà, để mà ông bà vui nè. Nó lên đây một tháng là bà ngoại điện lên buồn khóc bệnh. Thứ hai nó học ở dưới đó nó cũng thoải mái, nhà cửa rộng rãi, nó chạy tới và lui, nó chơi, nó cũng có khoảng tuổi thơ. Và em cũng đã định rồi, nếu như mà cấp 1 xong là nó sẽ rước lên đây hết. Ở khi mà nhà cửa ví dụ xây dựng xong hết thì sẽ rước lên, chứ cũng không hẳn là để ở dưới luôn. Bây giờ mà cô ở với ai? Thì ở với hai vợ chồng với lại đứa con gái, thằng cháu ngoại. Gái có cháu ngoại rồi. Có cháu ngoại vậy rồi. Cũng có đợi, cũng có cháu ngoại gần được rồi. Rồi hai chồng mình ở vẫn ở Hóc Môn. Dạ không, bây giờ em đã chuyển về bên Bình Quế, Thanh Đa. À gần đó luôn. Gần đó luôn. À vậy cũng chạy qua chạy lại với mẹ chồng dạ, được thì rồi. Thì cũng một tuần là về bên ba má ăn cơm 1 đến 2 lần. Ở ngày cũng có một thời gian cô bị tai nạn đó. Dạ. Nằm 4 tháng trời nằm một chỗ luôn á. Thì nó ngay hai vợ chồng nó đi làm á, thì tối nó cũng hơi qua. Nó qua nói má khỏe chưa hay má ăn gì nấu cho má ăn. Nó ngay thời gian á cô cũng bị tai nạn 4 tháng trời á, là hai vợ chồng nó cũng chạy qua chạy lại thường xuyên lắm. Cũng có con dâu lo. Đã có. Dạ. Thôi bây giờ hai mẹ con hiểu nhau rồi. Thật ra em là người chủ động đi. Dạ. Theo anh là em người chủ động với mẹ chồng. Đây là bà mẹ chồng rất là dễ thương luôn, hiền lành, tốt tính luôn á. Dạ. Mà sẵn sàng gần như không có giận ai, sẵn sàng bỏ qua hết tất cả mọi câu chuyện.
Tại mình suy nghĩ nó hơi nặng nề quá thôi. Dạ. Giờ giải tỏa được hết chưa? Dạ hết rồi. Giải tỏa hết rồi ha. Ha, bây giờ để xem coi hai đứa cháu ở dưới quê như thế nào nha. Nhắn gửi gì cho bà nội nè. Nhớ cháu nội quá. Nó gọi điện nói chuyện thấy thương lắm, mà ai chỉ nó nói đâu mà nói khôn dữ vậy không biết. Hai cháu nội là gọi là nhớ, cũng nhớ bà nội lắm á. Dạ. Ông nội nhà thì giờ đang làm cái gì? À, ông nội chạy xe ôm. À, còn cô con gái làm cái gì? Giáo viên. Giáo viên. Thì chồng em xã em đang làm cái gì? Chồng em thì làm bên kỹ thuật lắp đặt mạng camera. Giờ là hai vợ chồng không có chăm sóc con gì hết trơn, gần như giao hết cho ông bà ngoại và dưới quê luôn. Dạ, ông bà ngoại. Thôi ráng cố gắng, bây giờ là cái nhất đó là con cái sum họp với cha mẹ nè, rồi đưa lên đây thường xuyên ở với cha mẹ với lại ông bà nội nữa. Dạ. Lâu lâu cũng đưa thăm bà ngoại ha. Dạ. Rồi, hôm nay thì em muốn nói gì với mẹ chồng em không? Thì như là con nói với má là ngày hôm nay á, cái cơ hội để mà lên đây chia sẻ để má hiểu con hơn, với lại con cũng hiểu má hơn. Những cái gì mà con giấu từ trước tới giờ là bây giờ con đã nói hết rồi đó. Và khi mà đến thời điểm này á là hai mẹ con đã hiểu rồi. Thì cứ chia sẻ, con chúc má là luôn luôn sức khỏe với vợ chồng con với lại cháu. Cháu thì đến một cái thời điểm mà thích hợp là con cũng sẽ đem lên đây để mà sum họp với lại má. Thì thôi giờ trước đây có chú Linh với lại cô Lộc thì con hiểu má hết, thì má cũng cảm ơn con. Thì thôi từ bây giờ đi, má chúc vợ chồng con hạnh phúc. Rồi đừng có nghĩ về má gì hết trơn á, trời á, má lúc nào cũng thương con hết. Con ôm nha gái nè. Có bao giờ ôm má chồng vậy chưa? Dạ chưa. Thấy chưa? Đừng con đi. Nói vậy là nói sai rồi. Lúc về đám cưới nó ôm vậy đó chú. Thì đám cưới phải có một lần nữa thôi đúng không? Đúng rồi. Được rồi, 7 năm trời có cái ôm ngày đám cưới thôi. Có ôm ngày đám cưới thôi. Bây giờ là cứ lâu lâu cuối tuần về em chạy lên ôm má một cái. Dạ. Không, mà không về ba nhớ. Ba nhớ cứ ôm hết á. Dạ. Thật ra cái ôm nó rất là quan trọng luôn á. Giữa mẹ chồng nàng dâu hãy chia sẻ với nhau, hãy ôm nhau thật chặt khi có thể.